Dự án khu liên hợp sản xuất chăn nuôi chế biến thực phẩm công nghệ cao và logistics Xuân Thiện Đắk Lắc của công ty cổ phần Esup 3, tập đoàn Xuân Thiện gồm 6 tiểu dự án, gồm nhà máy sản xuất nước trái cây và vùng nguyên liệu, nhà máy sấy và bảo quản nông sản, nhà máy sản xuất thức ăn chăn nuôi, nhà máy mổ thịt chế biến, kho lạnh bảo quản, nhà máy chế biến thực phẩm ăn liền từ thịt lợn và dự án chăn nuôi lợn công nghệ cao tiêu chuẩn châu Âu. Dự án dự kiến thực hiện trong giai đoạn 2021-2026 với diện tích 865 hecta thuộc các xã Ekerpam, Etun và thị trấn Quảng Phú, huyện Trương Mờ Ga. Tổng vốn đầu tư khoảng 20.000 tỷ đồng. Mục tiêu của dự án là áp dụng công nghệ hiện đại về sản xuất nông nghiệp và chế biến thực phẩm nhằm thúc đẩy nâng cao chuỗi giá trị hàng nông sản cho ngành nông nghiệp của tỉnh Đắk Lắc nói riêng và cả nước nói chung. Tại buổi làm việc, công ty cổ phần e 3, tập đoàn Xuân Thiện, đề nghị tỉnh chỉ đạo các sở ngành, đơn vị liên quan hướng dẫn phối hợp với nhà đầu tư tiến hành các thủ tục theo quy định để thu hồi diện tích đất từ công ty cổ phần cao su Đắk Lắk đưa vào quy hoạch kế hoạch sử dụng đất, chuẩn bị bố trí cho chuỗi dự án. Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Phạm Ngọc Nghị, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh khẳng định, Đắk Lắk có thế mạnh về nông nghiệp và có điều kiện thuận lợi để phát triển nông nghiệp công nghệ cao, dự án mà công ty cổ phần Esup 3, tập đoàn Xuân Thiện đề xuất phù hợp với định hướng phát triển kinh tế xã hội của tỉnh, đồng thời cũng là xu thế tất yếu của quá trình công nghiệp hóa hiện đại hóa nông nghiệp nông thôn. Chính vì vậy, tỉnh hoan nghênh và thống nhất đề xuất dự án khu liên hợp sản xuất chăn nuôi chế biến thực phẩm công nghệ cao và logistics xuân thiện đắk lắc của nhà đầu tư. Trong thời gian tới, các sở ngành đơn vị liên quan cần xem xét phối hợp tích cực, khẩn trương tham mưu cho tỉnh về việc điều chỉnh bổ sung quy hoạch kế hoạch sử dụng đất, tạo điều kiện thuận lợi cho nhà đầu tư triển khai thực hiện dự án, đảm bảo đúng quy định nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng quỹ đất của tỉnh góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn